Ok, chào mọi người. Hôm nay là tiếp người một clip nha mọi người. Thì clip này đa phần là những cây lộn xộn đây, có hai cây cán quạt, vài cây gần câu ngâm, cây vài cần gúc, bên đây là Ikada, đó, và Hechi. Rồi, để vô shop vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi một clip shop lên đó, thì đem cứ bày cho shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Những món đầu tiên mình tham khảo. Thì cái đầu tiên lên cho mọi người là một cây cán của cán quật nha mọi người. Thì đây là một cây cán quật của hàng Alpha King. Đó. Thì đây là một cây cán quật carbon dài 5m4. Ốc này là ốc 11 nha mọi người. Ốc này ốc 11. Đó. Có đầu hít nè. Thì phôi cái này là phôi carbon. Đó. Thì cán quật này thì anh em có thể về làm cán quật cho anh em nào chiên câu gần đó. Đó. Chiên câu gần. Anh em câu... phải làm cây móc lỗ nè, đó, làm cây móc lỗ rất là tiện nặng lợi và đa năng. Thì cái này làm cây chọc ổ kiến cũng được, đó, tùy theo anh em chế ra, đó, một cây cán quạt carbon dài 5m4 nhé. Thì cái này nó có dây đeo nè, dây đeo cho mọi người luôn. Càng con cán quạt cũng còn rất là mới. Thì cái này nặng là 695g, đó. Ốc của nó ốc 11 và 5m4, giá công khai cây số 1 giá là 850k nhé. Cây số 1 850k. Tiếp theo cây số 2. Số 2 lên tiếp người vẫn là một cây cán quật. Thì cây này đến từ thương hiệu Ryobi nhé. Cây này Ryobi thì cây này không có dây đeo nha mọi người. Cây này không có dây đeo. Và cây này cứng 4 mưng, dài là 4m5 mọi người, cứng 4 mưng và 4m5. Phôi cây này vẫn là phôi carbon nhé, phôi carbon. Ốc này vẫn là ốc 11. Đó. Mọi người phôi là phôi carbon một sẵn nhé. Cái chống nổ nè, chống nổ kim loại. Đây, nó có xây sát nè. Nhưng phôi đẹp, phôi carbon nhé. Cái cán quạt này xây sát thế này thì rất là bình thường. Bỏ sẵn nha mọi người. Anh em nào về chế cháo làm móc lỗ làm cán quạt. Anh em mà hay câu mấy cái kinh gạch mà lục bình nhiều á, cỏ nhiều á, lấy mấy cái này chế là móc lỗ cực kỳ cứng luôn, cứng hơn mấy cây inox rất là nhiều nhé. Rồi, cái này nặng là 502g, dài 4m5. Rồi giá cây số 2, giá là 650k nhé. 650k cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên tiếp người một cây cần câu ngâm. Thì đây là một cây cần câu ngâm phen đây. Phen của nó là phen gòn nhé, phen là phen Fuji, nguyên bộ phen gòn này nè, đó. Nhìn vô là ăn tiền liền. Thì cây này thì nó không biết của hàng nào sản xuất luôn, đó. Thì cây này lấy từ thị trường nội địa Nhật về nhé. Phôi là phôi carbon nè, nè phôi carbon, phen là phen Fuji, phen Fuji nha mọi người, bát tầm bát Fuji, carbon sẵn nổi nha mọi người, sẵn nổi, sẵn tới ngọn luôn. Đó. Cây này cứng 30, dài 2m3 nhé. Cây này anh em nào câu lăng xê, câu trên bè, đó, câu cảm giác là ok. Đọt đây, sẵn lên tới ngọn luôn nha mọi người, cặp bò sẵn nhé. Đó. Bu nó là mua xít mô chày nè, đó. Đặc điểm của mấy cây nội địa của Nhật nè. Đó, thấy không? Bu cực kỳ dày luôn. Bu Fuji luôn nha mọi người, bu Fuji. Cái này vẫn là phen Fuji luôn. Đó. Phen này 3 vẫn là phen Fuji. Thì cây này có cái phen này là shop tự đi keo rồi nhá, đi keo địa chỉ lên cây này, đó, cái nào đi keo địa chỉ lên thì báo với mọi người nhé. Thì cây này nặng là 175g, đọt 2 ly, dài 2m3, cứng 30, rồi giá ông khai cây số 3, giá 600 nha mọi người, 600k cho một cây cần phen con, đó, giá quá ok nhé. Tiếp theo cây số 4, thì cây số 4 lên tiếp người là một cây cần, đây là một cây cần của Daiwa. Thì dòng Daiwa Helilock, một dòng càng khá nổi tiếng. Phôi nó sử dụng bột phôi là bột phôi carbon sáng ít nha mọi người, phôi sáng ít nè, bát tầm bát Fuji. Chân keo cái này gạch tan tí nè, nhưng mà còn rất là chắc nha mọi người, đảm bảo mọi người còn rất là chắc luôn. Đó. Đây cũng vậy. Thì cái này cứng 80, dài 2m7 nha mọi người, cứng 80, 2m7. Đây, cái này còn rất là chắc nha, phen còn rất ok. Đây. Đó. Thì mấy cái này về thì anh em câu lăng xê nhé, câu lăng xê, câu ngâm, câu bạo lực thoải mái luôn.
cứng 80 thì khá là chuẩn rồi. Đó. Bộ đây cần thì nguyên chuẩn nhé, chuẩn nguyên zin. Phôi thì nó có xây xác thế chút thôi nha mọi người, chứ không dập không bể gì nhé. Phôi sáng nhất nha mọi người. Đó. Đây có xây xác 6 tỷ thì cần 6 thì bán theo giá 6 thôi nha. Đó. Đây biểu bắt đây, bắt vẫn lên vẫn xuống bình thường nhé. Thì cái này cứng 80 về cho anh em con lăng xê, con ngâm, con tra, con chép, con biển thả ra. Thì cái này 400g, nặng 400g, dài 3m3, dài 2m7 nha, dài 2m7, cứng 80, đọt 3 ly 3. Rồi giá khai số 4, giá 700 người, 700k cái số 4. Tiếp theo cái số 5, cái số 5 lên cho mọi người một cây cần hệ nha. Thì số 5 lên cho người một cây cần của hãng Shimano, một cây Arrow. Thì dòng Arrow là một dòng hàng cao cấp của Shimano nha mọi người. Phôi của nó là phôi sân ít này, sân ít từ gốc tới ngọn luôn. Sân ít từ gốc tới ngọn. Thì cây cứng 50 dài 3m6 người, cứng 50 dài 3m6, hàng của Nhật sản xuất nha, Mercedes-Benz. Hàng chuẩn đẳng cấp. Phen là phen Fuji loại xám, phen Fuji loại xám. Bô là bô xít mồi chày. Bô xít mồi chày. Và cây này chuẩn nội địa nha. Bô kỳ bóng luôn. Phôi là phôi của Carbon Hyperboid, phôi sáng ít của Shimano nha. Một cái thương hiệu khá đẳng cấp, anh em cầm cây này đi câu là khỏi sợ đụng hàng luôn. Đó. Rất là đẹp nha, có xây xác một vài điểm ít thôi, đó. Nhưng tổng thể lại còn rất là đẹp. Thì cây này nặng là 420g, đọt 2 ly 2, giá khai cái số 5, giá 1.800.000 người, 1.800.000 cái số 5. Về cho anh em là câu lăng xê, câu ngâm, câu trà, câu chép nhé. Tiếp theo cái số 6, cái số 6 lên tiếp người một cây cần của Ryobi. Đây, một cây cần Ryobi. Đó. Thì đây một cây Ryobi dài 1m9 người, dài 1m9. Và cây cần dài 1m9 thì thích hợp cho anh em câu trên ghe, trên bè nhé, trên ghe, trên bè, trên thuyền. Đó. Phôi là phôi carbon nè. Với một cái cần 1m9 thì anh em câu câu ngâm là thả ra, câu trên bè, trên ghe là thả ra. Phen là phen Fuji loại xám. Đây cũng vậy. Bát là bát Fuji, bát Fuji. Đọt là đọt tháp người, đọt này đọt tháp nhá. Tháp từ khúc này. Đọt tháp. Cái này nó cứng ra tầm khoảng 80 nha mọi người, cứng ra tầm khoảng 80 đến 100 á. Anh em câu ngâm thả ra nhé. Đây. Bù của nó bù xít màu chày nè, bù xít màu chày, phen là phen Fuji loại xám. Tổng thể ngoại hình cần thì còn rất là ok rồi, tương đối đẹp. Đó. Không có xây xác nhiều. Thì cái này nặng 190g, đọt 2 ly 1, dài 1m9, cứng ra tầm khoảng 80 đến 100. Rồi giá công khai cái số 6, giá 700k cộng ship cái số 6. Tiếp theo cái số 7. Số 7 lên tiếp người một cây cần rút. Đó. Thì đây là một cây cần rút của hãng hãng gì ta, Shibu gì đó. Đó, một cây hàng của Korea nha mọi người. Đó, một cây hàng của Hàn Quốc sản xuất. Phôi là phôi carbon. Bát của nó là bát Fuji. Phen là phen Fuji nhé, phen gập nha mọi người. Đó. Phen đề ba phen gập nhé, phen Fuji. Thì phôi cái này thì rất là chuẩn rồi. Đó. Đọt đây, đọt là được sơn màu trắng nè. Nó để phát tín hiệu cho anh em rất nhìn rất là tốt nè. Đó. Phôi là phôi carbon sẵn nè. Đó. Rất là đẹp nha. Đây. Sẵn rất là đẹp luôn. Lóng này đẹp nè. Rất là xuất sắc luôn. Lóng này, lóng 2. Đó. Nhìn cực kỳ chắc nha. Đó mọi người. Carbon sẵn nha. Đây, nó có xuất sắc cái này nè. Đó. Mà không ảnh hưởng tới phôi nha. Xuất sắc lớp sơn bóng ở ngoài thôi. Phôi thì nhìn tương đối đẹp rồi. Thì cái này nặng là 100. Cái này nặng là 100, nặng là 200 295g, đọt 2 ly 2, độ cứng nếu sâu cần
ngâm á, thì cái này độ cứng ra tầm khoảng 30-50 nha mọi người, độ cứng 30-50. Độ cứng này thì chiên về cho anh em con ngâm nhé. Rồi, giá công khai cây số 7, giá 7 600k cây số 7. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 lên tiếp người vẫn là một cây cần rút, đó, phen rập. Phen fuji nha mọi người, phen fuji, một cây súp lở phen fuji. Và cây này nó là một cây cần carbon. Đó, carbon rod nè mọi người. Rod. Cây này không biết của ai sản xuất luôn. Đó. Thì cái này lấy từ thị trường Nhật về nhá. Đó. Cây này dài 3m6 người, dài 3m6 mà có đầy đủ phôi carbon. Batabat fuji. Đó, batabat fuji. Hàng nguyên zin. Phôi carbon sẵn nha mọi người. Đây, sẵn cái đọt nè. Đó. Càng nguyên zin nha mọi người, đó, chưa độ chế gãy cái đọt gì hết, phèn thì chuẩn nguyên zin của càng luôn, và sẵn nha mọi người, đó, sẵn nha, đây, nhóm 2 nè, đó, tương đối ok, đây. Đây. Carbon nha mọi người. Thì cây này nó sẽ cứng là ra tầm khoảng 80 nha mọi người, cứng 80 so với cần 2 khúc. Thì cái này nặng là 333g, đọt 2 ly 3, dài 3m6, cứng 80, giá công khai cây số 8, giá là 650k nhé. Với cây cứng 80 này anh em câu lăng xê, câu ngâm, câu trai chép thả ra nhé. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 lên tiếp người là một cây cần của Shimano. Đây một cây Shimano. Đó. Thì đây một cây Shimano ISO phen lớn. Đó, Shimano ISO phen lớn. Và cái này đọt số 3, dài 6m2 nha mọi người. Đọt số 3, dài 6m2. Cái này của Korea. Đó. Và cây này bán với giá xem như giá thanh lý luôn á. Đó. Bát của nó là bát Fuji nè, bán là bát Fuji. Phen là phen Fuji Sheet nè. Phen là phen Fuji Sheet nhá. Tất cả phen Fuji Sheet này đều không nứt bể hết nha mọi người. Đó. Có cái đầu bu này thì bị lai nè, đầu bu bị lai. Đó, bu bị lai. Và phôi là phôi carbon nha mọi người, phôi carbon nè, đó. Nó sẽ bị mắc một khúc, đó. Mắc một khúc, chắc cỡ như đây ha. Đó. Mắc cái đầu bu nhá. Đây, phôi là phôi carbon sẵn nha mọi người, phôi carbon sẵn. Ừ. Và nó sẽ bị chốc lớp sơn bóng nè, đó, sơn bóng nữa này, chốc phen Fuji nhá, cần về sau để cho anh em vậy luôn. Đây, phen nó chạy bị chốc sơn bóng nè, đó, phôi không dập bể cho nha mọi người, yên tâm, đó, không dập không bể. Đây, sơn bóng nó bị chốc nè, nó thấy không? Đó. Cái này mà anh em nào về mà hạ xuống làm cần câu tay thả ra thì là còn như bằng. Anh em để vậy câu là cũng được. Tất cả thì là phen Fuji Sheet hết nha. Phen Fuji Sheet hết. Cần xây sát cái này nữa nè. Đó, thấy không? Đây, phen Sheet thôi nha mọi người. Đó, thấy không? Thì cái này nặng là 420g, đọt 1 ly, đọt 1 ly 7, dài 3m6. Rồi giá cũng khai cây số 9, giá 1.2 người, 1.2 cây số 9. Bị lai đầu buộc nhé, lai đầu buộc với càng xe khác. Tiếp theo cây số 10. Thì cây số 10 lên tiếp người một cây càng ISO phen lớn. Đây, phen nguyên zin nhé, ISO phen lớn. Thì cây này là một cây cần Shimano nha mọi người, Shimano. Đó, ISO phen lớn. Thì cái này đọt số 2, dài 5m4 nha mọi người, dài 5m2 nhé. 5m2. Cây được sản xuất tại Indo. Batabat Fuji, Batabat Fuji. Góc cây này thì nó có xây sát thế này nè, đó, góc xây sát nha. Nhưng mà phôi thì chuẩn rồi. Đó. Thì cây này vận chuyển về nó bị gãy cái đọt nhiêu này nè mọi người. Đó. Đây, gãy đọt nhiêu đây nè, đó. Gãy chỗ chút xíu thế này thôi. Đây, đó. Cần gãy thì báo cho anh em cần gãy thôi. Đó. Gấp đọt lại.
phen thì nguyên sinh của nó nhé, nguyên sinh của nó đây, cái chút xíu thế này đó. Thế này đây, khi về quá trình vận chuyển về thì nó bị chổi căng, nó bị gãy nhiều đây đó, thấy không? Pho carbon sẵn thì khỏi ra khỏi lo nha, sẵn găng bút luôn rồi đây, đó. Sẵn rất là đẹp đó. Thôi rất là đẹp luôn. Những cái này về mà anh em dạng để câu không, anh em hạ tay câu là thả ra. Với nếu anh em hạ tay thì cây này ra tầm khoảng 4H nha, 3H 4H. Chẳng cặp quả sẵn nha mọi người, rất là đẹp. Sẵn gần gút. Có xước chỗ này một tí nè, đó. Đây cũng cặp quả sẵn nha. Đó. Đây có xước này một tí nữa nè. Phen thì nguyên zin hết nha mọi người, tất cả phen là nguyên zin hết, phen là phen phosisit hết. Đó, nó chỉ mắc cái đọt nhiêu đây thôi. Mắc zin nó nhiêu đây thôi. Đó. Thì cái này nặng là 250g, đọt 21. Đó, cần tương đối nhẹ nha, rất là nhẹ luôn, 250g thôi. Nếu anh em xả phen hạ bát hết thì chắc cỡ 200g là cùng. 200 mấy chục gram là cùng. Thì cây này cây số mừng, giá công khai là 1.4 triệu thôi, 1.4 triệu cộng ship cây số mừng. Tiếp theo cây mùa một lên tiếp người vẫn là một cây ISO. Thì đây một cây ISO của Shimano. Đó. Đây một cây ISO phen nhỏ nhá, ISO phen nhỏ của Shimano. Phen nguyên zin hết. Thì cây đọc 1.5 dài 5m4 nha mọi người, đọc 1.5 dài 5m4, hàng của Korea. Phôi của nó là phôi Hiboid, là phôi carbon sáng nhất nhá. Bát là bát Fuji, bát Fuji Shimano. Đây. Đọt cái này đọt tháp long phụng luôn rồi, đọt dạng đọt tháp long phụng. Phôi carbon sẵn nè. Đó. Đây, sẵn đây. Đó. Cần này thì còn rất là đẹp đây. Ngoại hình cái này ra tầm khoảng 93% nhá. Rất là đẹp luôn. Bò sẵn nha. Đó. Trong đây là cậu bò sẵn ít nè. Rất là đẹp ha. Rất kiểu đẹp. Đây. Góc ở dưới đó đây. Bò sẵn ít nha mọi người. Rất đẹp luôn. Đó. Lùng linh. Thì cái này nặng là 210g, đọt 1 ly, giá không khai cái số 1, giá 700k cộng ship cái số 11. Tiếp theo cái số 12 lên tiếp người và một cây cần của NFT. Đó, một cây NFT nội địa và có. Và cái này một cây cần lua. Đó, đây là một cây cần lua mọi người. Đó. Thì cái này dài là 4m5 và độ cứng sẽ là độ cứng H nha mọi người, 5 lóng 4m5, 5 lóng và độ cứng là độ cứng H. Đó. Đây mọi người. Bát của nó là bát Fuji nhá, bát là bát Fuji. Phen là phen Fuji, phen xít thích nha mọi người, phen Fuji phen xít. Bu là bu xít màu chày nè, đó. Và cần có định vị nè, đó. Thì cái này nguyên zin này, đó, nguyên zin. Đây. Phen định vị như nó đây, đó. Có bọt sẵn mọi người, có bọt sẵn một kho phen định vị. Cái này thì nếu tải mồi thì nó tải mát cho tầm khoảng 40g thôi nha mọi người. Tải mát cho tầm khoảng 40g thôi. Dạng lua gần. Anh em có thể lấy đi câu cũng được. Câu ngâm, câu lục cũng ok ha. Độ cứng cái này thì nó ra tầm khoảng DX. Độ cứng ra tầm khoảng DX nha mọi người. Đó. Đây, định vị nha. Định vị đầy đủ hết. Coi là cả con sắn. Đây, đó. Đây. Hiện nguyên zin, sẵn găng bút.
anh em lưu gần đấy, cái này đánh là thả ra rất ok ha. Đây định vị nha mọi người, đó cần có xây sát đi ti thôi đó. Tổng thể ngoại hình cũng còn tương đối ok đó, chứ không phải được gọi là đẹp lắm. Đây xước cái phần gốc nè đó, không ảnh hưởng tới phôi nha mọi người. Thì cái này nặng là 320g, đọt 2 ly 2, dài 4m5, giá công khai kỳ số 12, giá 1.500.000 người, 1.500.000 kỳ số 12. Tiếp theo qua đây ba cây Lugan và một vài cây cần ngâm nhé. Tiếp theo cái 13 lên tiếp người một cây cần Lugan, và cây là một cây cần của hàng UFM đó, một cây UFM Lugan. Phèn của nó là phèn Fusicid mọi người, phèn là phèn Fusicid nè. Đây một cây UFM đó. Và cây này độ cứng nó ra tầm khoảng ML nha mọi người. Cây này dài 3m3, nó lô từ 10 đến 42g đó. Lô từ 10 đến 42g, lại từ 10 đến 20LB. Bát của nó là bát Fuji, bát Fuji. Phèn là phèn Fusicid nhé, phèn là phèn Fusicid. Coi sẵn nha mọi người, coi là coi cặp bò sẵn. Và cây này được đi keo, đi chỉ, đi keo chỉ là nha mọi người, keo chỉ tất cả phen là được hết tay đó. Giờ phen nó bị bong keo thì đi keo chỉ là cho mọi người hết nè đó. Đây cũng vậy, đi keo chỉ là hết luôn, được cả là phen ship. Cây này anh em nào về mà anh em câu chép thôi, anh em câu câu chép hay câu cá chê dịch vụ rất là phê nha mọi người. Phôi UFM này đánh cực kỳ phê luôn đó. Đây, keo chỉ đi lại hết nhé. Phôi thì nó có xây sát thế này đây đó. Được cải nào cặn là phen là phen ship mọi người, phen là phen ship nhé, rất là nảy nha mọi người đó, rất là nảy luôn. Anh em có thể câu luôn được, cái này lua đánh lóc này đánh giá thiệt cũng rất ok nhé. Và cái này nặng là 240g, dài là 2 nặng là 240g, đọt 2 ly 3, dài là 3m3 nhé. Và cái này nó lua từ 10 đến 42g, like từ 10 đến 20LB, giá công khai cây số 13, giá là 1.300.000 người đó, 1.300.000 cây số 13. Tiếp theo cây số 14, cây số 14 tiếp người là một cây cần lua đó. Thì cái đây là một cây cần lua của Daiwa, và phen của nó là phen xít nhé, phen là phen xít hết nè. Đây về phen xít nè, bán tầm bát hãng Daiwa, hai cái phen xít nè. Hàng này hàng được sản xuất tại Taiwan, và cái này dài là 3m3 nha mọi người, dài 3m3, độ cứng là ML, và nó lua từ 5 đến 30g, lai từ 6 đến 10LB, lai từ 6 đến 15LB đó. Phen xít nó có xây sát nè, càng có xây sát nhé. Và cái này vẫn thích hợp cho anh em nào câu chép, câu chê dịch vụ nhé. Anh em câu lúa lóc cũng rất ok luôn. À. Đây, bu là bu mao chày nhé, bu xít mao chày. Nói chung thì cây này có xây sát khúc này nè. À. Nhận bán cây này thì cũng nhận bán thanh lý luôn. À. Đây, bu xít nhé. Cây này mà anh em vào về lấy bộ phanh của nó lên phen thì còn gì bằng nữa. À. Phen xít nha mọi người, phen xít, phen chân cao. Thì cái này nặng là 224g, đọt 2 ly 3, dài 3m3. Rồi giá khai cái số 14, giá 900k này thì chắc cũng bằng một phen rồi đó. Đây là về đánh thải ra nhé. Tiếp theo cái số 15, cái số 15 lên tiếp người là một cây cần của UFM đó, UFM. Thì cái này nó dài là 3m, lua từ 7 đến 27g, lua từ 7 đến 28g, lai từ 8 đến 16LB. Đó. Bát tầm bát Fuji, cán là cán gỗ, cán là cán bằng nhé. Phen của nó là phen Fusicid nè, phen Fusicid. Thì cái này nguyên zin nha mọi người, nguyên zin. Phen xít nè. Cái này thích hợp về cho anh em câu chép, câu chơi dịch vụ nhé. Lua lóc thì anh em có thể lua màu giả, lua gần. Đó. Càng thì có xây sát, được cái số bột phen là phen xít. Bùa trong
sẵn nha mọi người. Và có định vị nha, cái này định vị. Cần quên xin hết. Rồi. Và cái này nó sẽ cái nặng là 190g, độ 1.8, dài 3m, giá công khai cây số 12, giá 15, giá là 1.2 người, 1.2 cây số 15. Rồi. Cái này nặng là 340g. Độ đọt 2.1 á, độ cứng là 60-80, đọt 2.6, độ cứng là 100-150 đúng không ơi, 100-200. Rồi giá công khai cái số 18, giá sao 800k nha, cắm 800k cộng ship cái số 18. Càng còn rất là đẹp nhé. Tiếp theo qua đây là chiên nguyên bộ cần mà dặn cho anh em câu hanh, câu cháp, à, anh em có cảm giác. Tiếp theo là một cây cần của Daiwa, một cây cần dây trong, à, một cây dây trong Daiwa. Một cây cần tay chở máy chứ. Đây một cây cần tay chở máy hàng Daiwa rồi. Đó, cần tay chở máy Daiwa. Và cây này có hai chế độ, một chế độ zoom 2m7, một chế độ zoom là 3m6 rồi, 3m6. Phôi của nó là phôi carbon hai da micromesh. Hàng nội địa rồi, hàng nội địa. Bát của nó là bát titanium mấy ông ơi, bát titanium đó. Siêu nhẹ luôn. Đây, coi hoặc qua carbon sẵn ít nhưng mà sẵn hay da đó. Rất là đẹp ha. Đây. Trên đây là phủ, nó phủ với một lớp carbon nữa đây đó, carbon sẵn quần ha. Đọt đương nhiên sẽ là đọt long củng này. Đó. Trên đây là phần đặt. Về cho anh em nào câu hanh, câu cháp, câu chép. Đó. Độ cứng cái này ra tầm khoảng 1h-2h thôi nha mọi người. Đó. Vì đây là một cần tay chở máy. Ngoại hình thì mới ra tầm khoảng 95%, rất là mới. Đó. Thì cái này nặng là 100g, đọt 0.6, giá công khai số 19, giá là 1.5 người, 1.5 cái số 19, một cây cần Daiwa rất là đẹp nhé, hàng nội địa. Tiếp theo cây số 20 quán quậy vẫn lên tiếp người, một cây cần tay chở máy. Và cây này được, cây là một cây cần tay chở máy của hãng Nissin nha mọi người, hãng Nissin đây, nội địa Nhật nhé, hãng Nissin nội địa Nhật. Bát của nó là bát Fuji, phen là phen Fuji nhé, phen Fuji, bát Fuji. Thì cái này dài 3m6 người, dài 3m6. Phôi là phôi carbon. Đó. Đây, lấy phôi thì mình xem. Thì mấy cái Nissin này thì chắc khỏi bàn. Đó. Đây, phôi sẵn nhé. Đọt vẫn là đọt long phụng. Hàng nguyên zin nha mọi người, hàng nguyên zin. Sẵn tới ngọn luôn nha. Cây này anh em câu dạng câu cục chép, cục chép có cảm giác rất là phê ha. Cần tay chở máy. Độ cứng cái này cũng ra tầm khoảng 1h-2h nha, 1h-2h thôi. Đó. Nó sẽ cứng đều vô trong nha mọi người. Và cái này nặng là 90g, đọt 0.6, dài 3m6, giá công khai cây số 20, giá 1.2 người, 1.2 cây số 20. Tiếp theo cái số 21 lên tiếp người là một cây cần của cần Ikeda. Đó. Một cây Ikeda. Thì đây một cây Ikeda carbon wicker nha mọi người. Đó. Cây Ikeda carbon wicker. Hàng nội địa Nhật. Đó. Và đặc biệt thì cây này có hai đọt nha mọi người. Cây này hai đọt. Đây. Đó, hai đọt. Đây, thì cái này dài 1m8 người, dài 1m8. Carbon wicker màu đỏ nè, đó. Anh em nào học phong thủy màu đỏ thì dứt cái này quay. Bát là bát Fuji. Phôi là carbon sẵn nè, đó. Rất là đẹp ha. Phen Fuji loại xám nè. Trên ngọn này là có đột chụp nè, còn đột chụp trong người luôn nè, đó. Đây,
Phục xì loại xám. Hai ngọn thì một ngọn zin và một đoạn phụ nó thiếu mất một chút nha mọi người. Đó. Thì một đoạn ngọn của nó là đủ 1m8 nha, và còn lại nó tùy thiếu một chút đây. Đây, để ghép hai đoạn gần nhau bằng nhau này ha. Nó sẽ thiếu mất một tí đây. Đó, một ngọn phụ nó sẽ cứng hơn một tí, nó thiếu mất một đốt nè. Đó. Rõ ràng nha mọi người. Đó, cần sao thì báo cho anh em vậy. Thì tất cả fan này đều fan thẳng hết nha. Đó, fan thẳng. Cần tương đối đẹp. Đó, cần tương đối đẹp ra tầm khoảng 93% thôi, 93-95%. Đó. Phôi phôi chuẩn rồi, khỏi bàn. Hàng đây qua mà phôi rất là chuẩn nhé. Và cái này độc của nó 0.4, nặng là 780g, dài 1m8, giá cũng khai cái số 21, giá 1.5 này, 1.5 cái 21. Câu hanh, câu cháp, câu trên bè thả ra nhé, hai độc. Tiếp theo cây số 21, giá 1.5. Đó. Tiếp theo cây số 22 thì lên cho mọi người là một cây cần của Shimano, một cây Ikeda Shimano. Và cây Ikeda này là đủ mét của nhau người, vẫn là đủ mét. Đọt quá là đọt sẵn nè, đó. Đây, đọt sẵn nha. Hay da. Cần Shimano. Bờ này là màu rất là đẹp nha người, đó, sẵn gần guốc. Phen của nó vẫn là phen Fuji nha người, phen vẫn là phen Fuji. Đọt ở đây. Đó. Và cái này đủ mét nha người, đủ mét 1m8 nha. Cái này 1m8. Sẵn gần guốc nha người. Đó. Bát là bát Pussy, bát là bát Pussy, fan là fan Pussy nhé. Chuẩn thôi. Thì cái này nặng là 190 100, cái này nặng là 98g, đọt 0.4 và 1m8. Giá công khai cây số 22, giá 1.3 nè, 1.3 cây 22. Tiếp theo là cây 23 lên tiếp người quẳng một cây Shimano Ikeda. Đó. Thì cây Ikeda của Shimano này thì nó không đủ mét mọi người. Đó, nó chỉ có 1m74 thôi. Đó, 1m74. Nó mất một, nó mất 6 phân. Đó. Và cái này nó sẽ là phen của nó là phen xanh mọi người. Đây. Đó, thẳng nè, thẳng tới đây là phen xanh nha. Phen xanh ngược lại nha mọi người. Đó. Đây, xanh ngược lại. Đó, thì cần sao để bảo cho anh em vậy. Đây, đó, bên Nhật họ sơn này luôn. Đó. Đây. Cái nó xây nha mọi người. À, ok, phải xây nha. Đây nhìn từ xa thấy nè. Đó. Phôi là carbon sẵn nha, Ikeda. Rất là đẹp luôn. Đó, còn núp chụp nè. Đó. Thì cái này nặng là 100, nặng là 80g, dài 1m, dài 1m74. Giá ông khai số 23, giá 800k người, 800k cây số 23. Tiếp theo qua đây, tiếp theo là vài cái cần Ikeda, đúng không? Cần Hechi. Và cây số 24 lên cho mọi người một cây cần Hechi nha mọi người. Đó, cây Hechi của Shimano. Đó. Thì phôi này Shimano là HypoX nha, phôi carbon sáng ít nè. Bát của nó là bát Fuji F6, phen là phen Fuji. Rất là đẹp. Phôi sẵn nha. Đọt thấp. Đó. Bu bu xít màu chè nha mọi người. Bu xít màu chè. Đây. Rất là dày luôn. Và cái này được shop đi. Keo chỉ là phen này. Đó. Và phen này nha. Hai phen này là hai phen đi keo chỉ lại nha mọi người. Đó. Thì nó dạng nó bung chóc keo thế này nè, nhưng mà nó nặng hơn. Nó shop quyết định để keo chỉ lại. Đó. Thì cây này nó phen này còn rất là chắc nha, chứ không có lỗi gì đâu. Đó. Thì cặn thì chuẩn thôi. Đó. Không có bàn, không lỗi, không gì hết. Thì cây nào đi keo chỉ lại thì bảo cho anh em đi keo chỉ lại thôi. Đó. Phen chuẩn luôn rồi. Đó, phôi chuẩn hết. Và cái này thích hợp cho anh em câu hanh, câu cháp nha. À, câu cảm giác. Thì mùa nước nổi về thì anh em có thể câu cá lăng. Đó. Câu cá lăng cực kỳ cảm giác luôn. Đó. Đọt nó báo cá rất là nhẹ nha mọi người.
và cái này đọc nó cứng ra tầm khoảng 10-15 thôi, đó, thôi phôi chuẩn rồi, đó. Anh em câu là khỏi sự đụng hàng. Và cái này nặng 115g, đọc 1 ly 2, dài 2m1, giá công khai cây sổ 24, giá là 950k người, 950k cây số 24. Tiếp theo cây số 25. 25 lên tiếp người vẫn là một cây cần của Heiichi. Và cái này một cây cần của Daiwa người, Daiwa Heiichi. Đây, vòi là carbon sẵn nha mọi người, sẵn hai da, bán là bát Pussy FX6. Đó, vòi sẵn hai da nha. Và cái này cứng mưng dài 2m1. Đó. Cứng mưng dài 2m1. Vòi chuẩn rồi, chuẩn đẹp rồi. Đó. Đọt đọt tháp nha mọi người, đọt là đọt tháp. Đây, vèn này, vèn Pussy nha mọi người, vèn Pussy. Đọt Pussy. Và cây này cũng được shop đi keo chỉ lại một điểm đây chỗ này đó. Chỗ này shop đi keo chỉ lại nha mọi người đó. Bị chóc keo quá mọi người, dạng như phen này đó, chỗ đó nó chóc keo nặng hơn thì shop đi keo chỉ lại chỗ này, nhìn nó còn chắc ok thì để lại nha đó. Thì cây chỗ nào đi keo chỉ lại thì báo cho anh em thôi đó. Chung là keo chỉ là nó cũng mắc giá, cũng dạng bản dạng thanh lý thôi. Và cái này nó nặng là 125g, đọt 1 ly, dài 2m1, thích hợp cho anh em cầu hanh, cầu cháp, cầu cảm giác nhé, cầu cà lăng. Cây số này nó cứng là mừng, cây 25, giá là 650k nè, 650k, giá cực kỳ hữu nghị nhé. Tiếp theo cây số 26, 26 tiếp theo là một cây cần Heiichi. Và cái này máy là mày cán là cán chèo, máy chèo nè, bát là bát Pussy nè, đó thôi là carbon sẵn nè, đó. Và cái này là cái Alpha Taco dài 2m1 nhá, Alpha Taco dài 2m1 thôi carbon đọt tháp đó, phen đây. Và cái này ngoại hình nó có xảy sát nó thời gian nha mọi người đó. Nhưng mà đánh cái này cực kỳ cảm giác luôn nha đó. Và cái này phen này shop đi keo chỉ lên cho mọi người đó. Đây nhìn của nó là thế này đây đó, bị mắc keo, mắc phen nên thay phen mới luôn đó, phải thằng khác nha đó. Và đọt cái này nó cực kỳ nhạy nha mọi người, đây đó, rất là nhạy cá luôn. Anh em nào mà câu mấy cá nhát á, ghĩa ghĩa câu đọt này thì bao nhạy cá cho mọi người luôn nhé. Và cái này nặng là 140g, đọt 1 ly 8, dài 2m1. Độ cứng cái này ra tầm khoảng 10-15 thôi nha, độ cứng 10-15 thôi. Rồi giá cũng khai cây số 10, giá cũng khai cây số 26, giá là 400 thôi nha mọi người, 400k cộng xếp cây 26. Tiếp theo 27, 27 lên tiếp người là một cây cần Heiichi, cây một khúc nhá, một khúc, cán là cán máy treo dẹp nè. Bát Pussy FX6. Và cái này một cây hàng nội địa của hàng Sakura nha mọi người, Sakura hàng nội địa Nhật. Và cái này dài là 1m12 nha mọi người, dài 1m12, cần một khúc đó, được sơn giả trúc nè, rất là đẹp. Phen là phen Pussy nhá, phen Pussy, đây đóng chữ Pussy nè đó. Keo chỉ cái này thì nguyên zin này đó, khỏi bàn. Thì một khúc cái này thì anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền đó, rất là tiện lợi nhá, không có vướng. Bù là bù ship nè đó, cái này anh em câu là cực kỳ nhảy cá luôn. Đây, đọc tương đối đanh nha đó. Và cái này nặng là 110g đó, dài 1m12, cứng ra tầm khoảng 15 đó. Rồi giá ông khai số 27, giá 600 người, 600k cộng ship 27. Tiếp theo cây 28, 28 lên tiếp cho người là cây cần lua. Và đây một cây cần lua của hãng Light Ship như nào đó. Thì cái một cây cần carbon nha người, cây carbon đó, carbon phen là phen ship nhưng mà phen phen hãng nha người, phen ship phen hãng, bá tập bá hãng luôn đó. Đây, phen ship hãng nè, cần thì còn rất là đẹp này đó. Thì cái này lua từ 5 đến 14g, lai từ 5 đến 12 lb đó.
662 là cái này dài là 1m98 người, dài 1m98, độ cứng cái này tương đương với tầm khoảng ML nha mọi người. Đó, ML. Tầm khoảng ML. Đó. Cái này anh em về câu lóc, câu chẽm thả ra luôn. Đó. Vòi carbon sẵn nhá. Vòi carbon sẵn. Cái này mình xịt thẳng nha mọi người. Đó. Buông chống sẵn. Buông hẳn luôn. Vòi được vòi carbon. Đó. Cái này về anh em dạng câu ngâm cũng được, câu ngâm câu trên bè, câu cảm giác cũng rất là ok ha. Thì cái này nặng 110g, dài 1m98, đọc 1.7, giá công khai cái số 28, giá 600 người, 628. Tiếp theo cây 29. 29 lên tiếp người một cây cần của Abu. Đó. Dòng hot Hornet Abu. Thì cái này dài 1m8. Cứng là cứng L đúng rồi, dài 1m8 cứng L và tải mồi từ 0.8 đến 10.5g. Đó, tải mồi từ 0.8 đến 10.5g. Đó. Cái này anh em lề vô chẽm là hết bài. Đó, luôn chẽm, câu mồi giả. Phen là phen Pulsi Sheet đúng rồi, phen này phen Pulsi Sheet nhá. Đây, Pulsi đổi sheet. Bass là bass Pulsi nha mọi người, bass Pulsi Japan nè. Đó. Càng cản là cán băng. Đó. Cần còn tương đối ok em rồi, Pulsi. Đó, Pulsi nhá. Đây, Pulsi. Keo thì cây này, chỗ này có đi keo lại nha người. Đó, đi keo lại thôi. Chỉ thì nguyên zin của nó nha. Đây là chóc lớp keo. Đó, chỉ nguyên zin, keo thì sẽ đi lại phen này. Đó. Thì cây này anh em về lua lóc, lua chẽm nhá. Và cái này nặng là 90g, độc 1.4. Nặng 90g, độc 1.4, dài 1.8. Độ cứng của nó là độ cứng L. Và giá công khai cái số 29, giá là 1 triệu người, 1 triệu 29. Tiếp theo cái số 30. 30 lên cho mọi người là một cây cần cắm gốc. Đó. Một cây cắm gốc của hãng Daiwa. Thì đây một cây cắm gốc Daiwa. Phôi là carbon bít cơ. Đó, phôi carbon bít cơ. Sẵn hai da nhé, đọt là đọt thấp. Đó, phen là phen Pulsi đỏ xám nè. Phen Pulsi đỏ xám người đây. Đó. Hàng chuẩn nha mọi người, hàng chuẩn luôn. Bát là bát Pulsi Taiwan và cây được sản xuất tại Taiwan. Đó. Thì cái này cứng 120 và 1m6 người, cứng 120 và 1m6. Thì anh em câu trên ghe trên bè đánh mấy cái này rất là tiện lợi nhá. Đó, nó không vướng tay vướng chân. Đó. Cắm gốc cứng 120 và 1m6. Đó, đánh bạo lực thả ga nhá. Rồi. Cái này nó sẽ nặng là 210g, đọt 1.6. Đọt 2 ly, đọt 2 ly 4 nha mọi người, đọt 2 ly 4 và 1m6. Giá công khai cái số 30. Giá công khai số 30, giá 900k người, 900k cây 30. Tiếp theo cây 31. 31 vẫn lên cho người một cây cần 2 khúc. Đó. Thì đây một cây cần Alpha Taco 2 khúc. Đó. Alpha Taco 2 khúc. Cây này dài 1m8 người, dài 1m8. Phen là phen Pulsi, lỗ xám nè. Đó. Phôi là phôi carbon, bát bát Pulsi tam hoàng. Đây, phôi carbon nha mọi người. Cái được sản xuất tại Korea nha mọi người, hàng Hàn Quốc sản xuất. Alpha Taco. Sẵn carbon nha mọi người. Đó. Cây này anh em dài 1m8 mà cứng 100 đến 150 thì anh em câu trên ghe trên bè rất ok nhé. À, dạng đánh bạo lực. Đó, cần tương đối cứng. Thì cái này nặng là 190g, đọt 2 ly 2 và 1m8, cứng 120g, giá công khai cây số 31, giá 500 người, 500k cộng ship cho 31. Tiếp theo cây số 32. 32 lên tiếp người là một cây cần của hãng, cây này chắc của hãng nội địa rồi, cây này của, không biết tên của nó luôn, đó. Và cây này lấy từ thị trường Nhật về nhé, một cây cắm gốc, đó. À, cứng 30 dạng 1m8 thì cây cứ cắm gốc dạng đánh cảm giác người, cảm giác bát bát Pulsi, phen là phen Pulsi loại xám, phôi carbon, đây phôi carbon nhé, carbon tròn,
đọt sẽ là đọt thấp này, đọt đây là đọt thấp nhá. Đó. Cái này thích hợp cho anh em câu trên ghe trên bè nha mọi người. Cái này nguyên zin nhá, nguyên zin từ ADZ luôn. Đó. Càng cũng còn tương đối đẹp. Đây, càng ở đây, đó, cắt ok nha mọi người. Thì cái này nặng là 233g, đọt 1.8. Độ cứng 30, giá cũng cây số 32, giá là 600k cây số 32. Rồi, đó tổng cộng 32 cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng có thể chốt để lại số shop, số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người.